Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn công tác của tỉnh Điện Biên do đồng chí Vừa A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tới dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại các tỉnh miền Trung. Tham gia cùng đoàn có đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành tỉnh. Đến đặt vòng hoa, thắp hương tại nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc và khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Các thành viên trong đoàn công tác tỉnh Điện Biên đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Các liệt sĩ mãi mãi là tấm gương tiêu biểu cho truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Từ tháng 4 đến tháng 10 năm 1968, ngã ba Đồng Lộc phải gánh chịu gần 50.000 quả bom các loại. Bình quân mỗi 1 m² đất nơi đây phải gánh chịu trên 3 quả bom. Trong cuộc chiến đấu đó, đã có hàng nghìn chiến sĩ và nhân dân ngã xuống. Trong đó phải kể đến sự hy sinh anh dũng của 10 cô gái thanh niên xung phong thuộc tiểu đội 4, đại đội 552, tổng đội 55. Dịp này, đoàn công tác của tỉnh cũng đã tới dâng hương mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với những công lao to lớn của đại tướng, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam. Trước phần mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các thành viên đoàn công tác nguyện tiếp tục học tập, noi theo tấm gương sáng ngời vì nước, vì dân và tinh thần cách mạng kiên trung của đại tướng, chung tay góp sức đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đoàn kết một lòng, tiếp tục xây dựng Điện Biên ngày càng phát triển.